hợp nét đẹp của cả dàn nam nữ thần K-pop, Jisoo đích thực hoa hậu quốc dân, gương mặt hao hao bà cố nội Visual Juchi. Quốc dân Son Jae-jin. Như em ruột Sandara và Jin. Nói đến Jisoo, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ ngay nhan sắc nổi bật hàng đầu K-pop hiện nay với gương mặt hoàn hảo từng chi tiết, nụ cười rạng rỡ, môi trái tim, thân hình thon gọn. Ở Jisoo ta thấy phảng phất đâu đó những nét đẹp điển hình của toàn những gương mặt đình đám làng giải trí Hàn. Dường như bao nhiêu nét nổi bật đều tập trung hết vào chị cả Blackpink. Jisoo, Jujin. Jujin chính là huyền thoại nhan sắc của gen một K-pop cũng như làng phim Hàn hiện nay. Chị đẹp sinh năm 1981, từ khi mới chớm đôi mươi đã được gọi là bà chúa Visual SM bởi gương mặt thanh tú, ngọt ngào, khiến ai nhìn cũng mê đắm. Ngay từ khi mới xuất hiện, Jisoo đã được nhận xét là mang nét đẹp na ná với đàn chị Jujin. Cả hai đều có đôi môi trái tim, gương mặt thon nhỏ và nụ cười rạng rỡ. Từng có tin đồn SM muốn mời Jisoo về công ty vì cô nàng có nét đẹp gợi nhớ tới Jujin, thế nhưng rất tiếc cuối cùng YG lại sở hữu giai nhân tuyệt sắc này. Jisoo, Son Jae-jin. Bên cạnh Jujin thì chị cả Blackpink còn được nhận xét là có gương mặt tựa tựa nữ thần Son Jae-jin. Đặc điểm dễ nhận ra nhất là dáng mũi của cả hai đều cao, thẳng, thon, tạo nên góc nghiêng hoàn hảo. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1995 cũng có khí chất nhẹ nhàng, tinh tế và đáng yêu tựa tình đầu giống đàn chị. Jisoo, Sandara Park. Ngoài hai tên tuổi đình đám kể trên, người ta còn phát hiện ra Jisoo cũng có một vài góc mặt giống với đàn chị cùng công ty Sandara Park. Tuy rằng xét về chi tiết thì cả hai không giống nhau lắm, nhưng ở một số góc thoáng qua, họ trông cứ như chị em ruột vậy. Chưa kể, cả Jisoo và Sandara dường như có chung sở thích trong phong cách trang điểm, ăn diện nên đôi khi khiến người qua đường bị lú, không phân biệt được nếu chỉ nhìn sơ qua hình ảnh hai người. Jisoo, Jin BTS. Giống với sao nữ thì đã là gì, Jisoo còn được gọi là phiên bản nữ của Mỹ năm BTS Jin, bởi gương mặt cả hai giống nhau rất nhiều điểm. Fan của cả Blackpink và BTS đã ghép rất nhiều ảnh cho thấy sự giống nhau của cả hai. Không chỉ nhan sắc hiện tại mà Jisoo và Jin còn được khen giống nhau từ tấm bé, càng nhìn lại càng tương tự nhau. Quả thật nếu ai không biết, có lẽ sẽ tưởng nhầm họ là anh em sinh đôi đấy. Giống với cả dàn sao đình đám, thế nhưng Jisoo vẫn có nét đẹp riêng không lẫn với ai. Cô nàng đúng chuẩn là nhan sắc hoa hậu điển hình bởi không góc nào có thể dìm được. Có nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn là sao một người có thể giống với nhiều người khác như thế và phỏng đoán rằng đây là kết quả của công nghệ thẩm mỹ. Nhưng lầm to rồi nhé, Jisoo mang vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên ấy. Nhìn vào chị gái Jisoo là hiểu ngay gia đình họ Kim toàn là mỹ nhân. Chị gái Jisoo từng là tiếp viên hàng không, sở hữu gương mặt đẹp chuẩn, ngoại hình hàng top chẳng thua kém gì hoa hậu nào. Đặc biệt Jisoo rất giống chị gái ở dáng mũi, đôi môi và mắt, nhìn vào là ai cũng nhận ra cả hai là chị em.